Dũng Audi xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em cô bác bà con trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em Dũng Audi giới thiệu anh chị em một chiếc xe Tucson gầm cao 5 chỗ, số tự động, động cơ 2.0. Và chiếc Tucson này được nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc năm 2012, số tự động 2.0 gầm cao 5 chỗ. Một chiếc xe rất đẹp và rất là bền bỉ, được rất nhiều người ưa chuộng. Hyundai Tucson kể từ ngày nó ra đời đến giờ vẫn luôn là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ dẫn đầu thị trường anh chị em nhé. Và chiếc xe này thì hiện nay em bán chưa đến 400. Anh chị em nhà mình có thể liên hệ với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để biết thông tin chi tiết hơn. Giờ em sẽ review chi tiết chiếc Tucson này để anh chị em nhà mình có thể nắm rõ hơn, hiểu hơn, biết được đầy đủ thông tin về trang thiết bị, về thông số kỹ thuật cũng như là về chất lượng xe. Em sẽ review chi tiết chiếc xe này cho anh chị em nhà mình. Và anh chị em nhà mình qua video này sẽ nắm được thông tin những gì mình cần muốn biết về chiếc Tucson 2012 nhập khẩu Hàn Quốc số tự động 2.0 này. Và bây giờ là trước mắt anh chị em chiếc Tucson 2012 nhập khẩu Hàn Quốc số tự động 2.0 gầm cao 5 chỗ. Em sẽ review chi tiết từng trang thiết bị, từng option cũng như là chất lượng của xe cho anh chị em nhà mình nắm được ạ. Đây, mặt ca lăng mạ chrome sáng bóng luôn. Có đèn gầm. Đèn pha là đèn halogen, có giải đèn LED định vị ban ngày. 4 la răng đúc. 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Và cỡ la răng của chiếc xe này là 225/55R18 anh em nhé. 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Bậc để chân lên xuống. Xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED. Tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm trên tay nắm cửa. Hệ thống cảm biến lùi và camera lùi đầy đủ. Động cơ 2.0 hai cầu, số tự động, nhập khẩu Hàn Quốc 2012. Đó là form dáng bên ngoài cũng như là trang thiết bị bên ngoài. Chúng ta sẽ vào bên trong để xem trang thiết bị bên trong của xe được trang bị những gì ạ. Đây, ở trong xe thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, hai cầu điện, có chế độ khóa cầu vì sai nhá, có chế độ khóa cầu vì sai đây, ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, để ấn nổ start stop, màn hình Android giải trí thông minh, camera lùi, điều hòa tự động hai vùng độc lập, số tự động động cơ 2.0, ghế da nguyên bản màu đen, táp ly táp lô màu đen, trần nỉ nguyên bản, và xe được trang bị hai cửa sổ nóc anh em nhé. Đây, xe được trang bị hai cửa sổ nóc này, ghế da màu đen nguyên bản luôn anh chị em nhé, ghế da nguyên bản. Rồi, đó là về trang thiết bị. Thế còn về chất lượng kỹ thuật thì sao ạ? Đây, chất lượng kỹ thuật thì anh chị em nhà mình xem này, phần chỉ đây, chỉ của cánh lái đây ạ, nhá. Đây là phần chỉ của cánh lái, keo chỉ cánh lái đây, phần ốc cánh này, phần chỉ đứng này, tất cả còn nguyên. Tiếp đến là phần chỉ của cánh sau bên lái. Đây, anh chị em nhìn này, chỉ cánh sau bên lái đây. Nguyên si, không mất một phân chỉ nào anh chị em nhé. Phần tai, phần bản lề, phần ốc cánh cũng còn nguyên. Chủ nhân đi rất là giữ gìn luôn.
Đây là phần cốp của xe, anh chị em nhìn đây. Hai bên máng nước này. Đây, máng nước hai bên đinh tán này, keo này. Hai bên keo và hai bên máng nước đinh tán đây, còn nguyên xi hết. Ốc cốp này còn nguyên xi chưa mở. Còn nguyên cả vết bụi của thời gian đây, chỉ cốp này. Chỉ cốp đây. Cũng còn nguyên zin. Không mất phân chỉ cốp nào anh chị em nhé. Xe zin hết. Khoang cốp thì rộng rãi, nếu như mà chúng ta đi đường xa, chúng ta có thể để hai đứa trẻ con nằm đằng sau này ngủ vô tư anh chị em nhé. Và chúng ta để đồ thì cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Rất rộng. Với diện tích của nó phải hơn 1m². Một bên là tầm 1m2, một bên tầm 1m, chúng ta để thoải mái luôn. Đây. La răng dự phòng này, lốp dự phòng này, kích lốp đầy đủ luôn. Rất là tiện lợi. Bây giờ đến chỉ của cánh sau bên phụ ạ. Đây là phần chỉ cánh sau bên phụ anh chị em nhé. Chỉ cánh sau bên phụ đây. Phần tai, phần bản lề cũng như là phần ốc cánh. Nội thất của xe đây, anh chị em xem lại một lần nữa. Đây là chỉ của cánh bên phụ đây, cánh trước bên phụ này. Chỉ đây. Quá ok không ạ? Quá đẹp anh chị em nhé. Còn tất cả còn nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần khoang đầu. Phần đầu và khoang động cơ của chiếc xe. Phần đầu của chiếc xe thì anh chị em nhìn thấy ngay. Ốc cabo chưa mở này. Ốc cabo chưa mở. Chỉ cabo tất cả còn nguyên. Chỉ cabo đây nhá. Toàn bộ chỉ cabo là còn nguyên, ốc cabo chưa mở. Phần tai này, phần ụ giảm sóc này, phần răng và phần càng sắt xi. Đấy cũng còn nguyên. Bên này cũng vậy, tai này, ụ giảm sóc này, phần răng này. Tất cả còn nguyên. Máy số zin anh chị em nhé. Máy zin chưa mở. Anh chị em nhìn nó chỉ ốc, các con ốc nó chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đấy. Nó chỉ có vết bụi của thời gian thôi anh chị em nhé. Đây. Nó chỉ có vết bụi của thời gian thôi, còn chưa mở. Đây, kể cả ốc số cũng vậy. Ốc số ở dưới kia. Đó. Tất cả còn nguyên zin. Và chiếc xe này thì em bán chưa đến 400 đâu anh chị em nhé. Chưa đến 400 triệu. Anh chị em nhà mình đã sở hữu được Hyundai Tucson gầm cao 5 chỗ, số tự động 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 2.0. Cũng mức tiêu thụ nhiên liệu cũng vừa phải, nó tiêu thụ khoảng độ tầm 9 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp anh chị em nhé. Còn nếu như mà đường trường thì nó chỉ khoảng độ tầm 7 lít thôi. Đấy. Và cái này nó còn phụ thuộc vào người chân người đi nữa. Vâng ạ. Chưa đến 400 triệu một chiếc Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2012. Xe zin cả xe, cam kết là zin đét, keo chỉ zin, máy số zin, không tai nạn, không ngập nước, máy số zin. Hiện nay đang được bán tại Dung Audi. Chưa đến 400 triệu. Mọi chi tiết xin liên hệ Dung Audi lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Và anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video review chi tiết từng chiếc xe mới về tại Dung Audi. Các buổi phát sóng trực tiếp của Dung Audi, anh chị em nhà mình cũng sẽ nhận được thông báo khi bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh. Và anh chị em nhà mình cũng có thể tìm Dung Audi ở trên bản đồ. Cứ lên phần bản đồ tìm Dung Audi là lên, là sẽ tìm thấy định vị, vị trí dẫn đường anh chị em nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ Dung Audi lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương. Số điện thoại 0855 966 966. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.